đôi đi phượt. Trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy mẹ, ai cười vậy? Oh, nhạc. Oh, cô chưa kể mà nó hù quá vậy, cái nhạc im nhạc khùng vậy. Nhạc đó quá, cái nhạc á, em làm điều xấu rồi, cái tâm em nó không có tỉnh. Sao nghe giống như ai đang cầm video cười vô vậy? Thôi đổi nhạc đi, cái nhạc. Ủa, sợ bay ơi, thì bay ơi đang cầm video đang nói đúng không? Thôi đổi cho cái nhạc đi bay, sợ quá. Sao mà nó sao nó thật trân vậy? Nó vô tình hay là hữu ý mà sao nó vô cái không gian này, giống như ai đang trả lời mình vậy? Ừ, má anh đó, yên tâm đi. Má anh nhọc chặt vậy à? Má ngoại ba xem tố và ba kêu vô đó. Chị Phượng nó bích Phượng nên không sao đâu. Quang, vừa ra chị mới nó báo cáo gì vậy vậy thôi. Trời ơi là trời. Trong chuyện tao cho kể hay sao? Kể đó, đó, tao nói là đừng kể về người ta. Đúng rồi, đừng kể về người ta. Ờ, đừng kể về ta. Ờ, tao không cho kể không mọi người ơi, tao không cho kể đó đúng không? Ờ, hỏi kể nghe, tao không cho kể á. Không, vậy tôi kể. Ờ, ủa? Là tôi nói là cái tháng này là mọi người phải cẩn thận. Bởi vì tháng 7, mọi người nhớ nha, tối á, về á, mà khi mọi người để ý con chó trong nhà mình nha, mỗi khi mà nó sủa 3 tiếng, nó im, mà con chó tiếp theo nó sủa thêm 7 tiếng nữa, là tổng cộng là 10 tiếng, đúng rồi đó, đúng. Mà con chó mà nó đang sủa mà nó im, đúng rồi là bị mất. Là kể cái câu chuyện này là người ta biết hết. Ủa? Là người ta đoán hết. Trời ơi, sao cái chân ở đây sao ta biết hết vậy? Đây, để Đập nói nè. Thường tháng 7 chúng ta có rất là nhiều cái kiên kỵ đúng không? Đó, thì á, ví dụ trong một bữa cơm nha, mọi người ăn mọi người đừng có gõ chén. Biết lý do tại sao gõ nó ồn ăn không có được đúng không? Gõ nó mẻ cái chén vậy đó hả? Ừ đó. Còn gì nữa không em? Ban đêm trước khi ngủ đừng có chải đầu nha cả nhà. Sao vậy em? Tại vì ngủ xong tóc nó rối lại cũng vậy à. Đúng không? Đó. Mày nói bù ca đó. Nói bù ca đó. Vậy là nè mấy chị gái này nè, khoái make up nha, make up ban ngày đi chơi thôi nghe, đừng để cái lớp make up đó ngủ luôn nha trời. Chị nó bí lỗ chân lông lên bụng. Đó, đó đúng rồi, nó kiên kỵ dữ lắm. Đúng không? Vậy xong chưa? Xong rồi. Trời ơi. Có chén chén có tay đi ạ. Hai em kể chuyện thiệt. Đó hả? Này là ngay cái khu cầu xéo, người biết khu cầu xéo đây không? Là gần đây nè, là ngày xưa anh, là anh thiệt đúng không? Thiệt. Cho em tránh khỏi khung hình này em tránh. Tại biết sao không? Kêu mình anh thôi, không kêu không em. Không có, là ngày xưa ở đó quý vị ơi, là ngày xưa là ở đó có một cái kênh, một cái con kênh mà tối thấy ghê lắm anh chị ơi, là cái mấy bà nó ra giặt đồ, mà đang giặt đồ đó, nhìn thấy dưới sông em, nước lắng tăng. Không phải cá ụt em ơi, cái bà đó bà là bà ba, hiểu không? Bà thấy nước lăn tăn, bà sợ, bà chạy, bà lết trên tới nhà. Bà đứng dậy cái quần bà cắt không. Nhậm nhí ha. Ta cảm giác là, ủa, sao cái buổi tối... Giờ tại nó bị nói khùng, nói điên á. Về đi. Mọi người dìa đi. Không, tụi mình dìa người ta mới dìa. Vậy hả? Chứ nó cũng nó điên hoài vậy. Thì đó. Không kể chuyện thiệt. Kể nữa hả? Đại lộ Đông Tây. Nữa hả? Rồi. Rồi là ở đại lộ Đông Tây là ngày xưa là cái đường đó là mới mở đó mấy anh chị. Là cái đường lên dốc xuống dốc có rất là nhiều luôn. Là ngày xưa là khoảng 9 giờ tối là có con bé Trinh. Bé Trinh nha. Bé Trinh. Bé Trinh nó đi học về. Nó đi học về mà đường nó vắng quen, nó không có đông như bây giờ anh chị ơi. Là nó đang đi là nó đóng xích lô, là đang chạy thấy ông chú xích lô đang đạp kêu chú xích lô. Mà cái mặt ông thấy ghê lắm anh chị, mà gần cũng khuya rồi mà thân nhái dậm trường mà. Cái nó leo lên chú xích lô, nó leo lên, em đang đạp xích lô đó. Đây là bé Trinh nè, đó. Đó là bé Trinh nè, đang đạp xích lô mà chỗ lên dốc rồi xuống dốc rồi lên dốc rồi xuống dốc thấy ghê nha. Mà mỗi lần đó lên dốc một cái không sao, xuống dốc một cái nó quay lại nắp sò ông mở ra, lên dốc úp nắp sò lại, xuống dốc mở nắp sò ra, anh ơi úp mở ai
quỷ mở nắp sọ, quỷ. Cái ông đó không có, hôi, mai chè hôi, không có, cái phim hôi. Vỗ tay. Đó là cái phim hôi thôi, chứ nó không phải cái nắp sọ nha. Người ta đã tốn nãy giờ biết bao nhiêu là phút nghe những câu chuyện vô cùng nhảm nhí. Về đi, được rồi, hết chuyện rồi. Về đi. Thôi nè, trước khi kết thúc chương trình em kể câu chuyện thiệt này cho quý vị. Thiệt nghe ok đó. Nhỏ lớn nhận đếm tiền đúng không? Em đếm tiền. Sao đếm hoàng hoài, đếm chán vậy? Xài tiền là không có đếm. Từ nãy tới giờ là làm với cô Ca đang thực hiện một cái thử thách của chương trình game show Quang Dương Lâm. Đúng. Của Đông Tây Promotion. Tôi chỉ là biên tập của Đông Tây Promotion. Là bán giúp ngoại đây với số trong ngày. Và từ nãy tới giờ rất là may mắn được tất cả quý khán giả ở đây yêu thương, ủng hộ và mua rất là nhiều. Và hầu như là mua hết vé số cho ngoại luôn. Hết luôn, còn hết vé số luôn. Công thức vô lượng. Bà ngoại bà bán cái này là bà đi sạc đường đó luôn á. Bà đi mà rớt cái móng chân luôn á. Cái gì? Bà bán hết chỗ này là bà đi rớt cái móng chân luôn á. Trời ơi, đừng có ngoại ơi. Đổi nhạc, người ta kêu đổi nhạc kìa. Người ta kêu đổi nhạc kìa anh ơi. Không, nhẹ nhẹ nhạc thôi, chứ bị bản quyền. Đổi nhạc. Đổi nhạc anh ơi, đi kìa, cho nên đi kêu đổi nhạc kìa. Ừ. Anh đổi em luôn lạc. Ủa sao vậy? Sao mà người đổi nhạc ta? Cái nhạc này cảm giác anh đám cưới lắm, bây giờ chứ đi đăng đi chào bàn á. Không chưa em? Bây giờ là gia chủ của ta em Dương Lâm không có chịu đổi nhạc. Mọi người đi cả nhà chịu khó nha. Thôi có nhiều đưa nhiều đi, không sao đâu. Ngoại về điểm đi, thiếu là thiếu rồi, đưa, báo con. Trời ơi, tự nhiên cái chất ngoại quá trời, có một ngoại lỗ mắc gì lắm ha. Trời đất ơi. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.